anh hạn chế lắm, để cho mấy người phụ nữ thì kia đồ chị hay là bà gì bác hay là mẹ hay là bồng, chứ còn mình lâu lâu mình bồng lần thôi. Chị biết ngắm chờ cho nó cứng nó lớn lên rồi ok mình dẫn đi chơi ok. Khi mà là bé cứng cáp hơn xíu rồi thì cái vấn đề dù là thai tả nè, rồi cho con ăn nè, rồi tắm con là đôi lúc phải ru con ngủ nè, thì cái đó anh có thầu không? Nói chung là thời gian rảnh thì mình phụ vợ mình cái đó, thay tả rồi vệ sinh thì cũng lai rai thôi, chứ không vệ sinh nhiều, tại mình đàn ông mà đâu làm kỹ. Hai lần tiếp theo á, là hai đứa tiếp theo á, thì là cái cảm xúc của anh nó cũng vẫn như là cái bé đầu tiên không? Thế sau thì nói chung là mình cũng có chuẩn bị rồi, có kinh nghiệm trước rồi, cho nên nó đỡ lo lắng hơn. Này hỏi riêng tư xíu nha. Thì trong chị sinh mổ mà, sinh mổ là phải dưỡng dữ lắm, tầm mấy tháng là mình liếu liều. 20, 22, 25, 28. Không thiệt á, tại vì ở đây là cũng có nhiều người phải thắc mắc. Ba nè, không thấy hả? 22. Anh không nhớ rồi nha. 22 là một đứa nè, 25, 28, 3 năm. Ồ, chắc cũng phải là kiên cử gần người hơn 6 tháng năm chứ đúng không à? Trời ơi, cái chuyện đó là cứ ai mà ghi số 6 này đúng không? 15 này đúng không? Là 18 đúng không? Ba năm lấy gạo, thấy ghê chưa? Quá. Đúng rồi, anh tính hết là ba năm, đều hết ba năm. Nhưng mà là quan trọng là cái lúc đó thì là bao lâu thì liếu liều. Anh đã nói rồi, không có ghi sổ sách, không có nhớ được. Vì là lần lúc đó mà thấy vợ mình ok, ổn ổn mà vợ mình cũng chịu là mình cũng liếu liều. Như vậy luôn á. À, chị nào chị lé lè thì anh liếu liều đó. Nhưng mà là có một cái thông tin này à, là tới cái bé thứ ba đó, là lúc đó là hai anh chị không có tính, mà cái này giống như là trời cho đúng không? Có biết luôn hả? Thì cái này thì chương trình kể cho em nghe thì em biết, đem khai thác thôi. Là lúc đó là cứ liếu lèo nhưng mà không có tính gì hết. Em nói đúng em nói anh trưởng nghe nha, trừ khi tôi không muốn biết thôi, tôi muốn biết là cái gì tôi cũng biết hết. Vậy hả? Nói chung là đúng là ngoài sự dự đoán, nói thẳng là vỡ kế hoạch đó. Đúng vậy. Là lúc đó là anh lưu diễn ở Hà Nội thì anh chị, anh thường đi diễn mà chị mà thích những nơi mà đẹp rồi kia là chị đòi theo, để nhất là mình vừa đi diễn là chụp hình cái phía rồi này kia rồi. Thì lúc đó có hai đứa rồi, anh nghĩ có hai thằng rồi thì đủ rồi, nhưng mà không ngờ ra Hà Nội tự nhiên dính đứa thứ ba luôn em. Ở đó wow, ra đứa con gái nữa. Ở là ngay đứa con gái nữa. Cái này trong bóng đá thì gọi là bị penalty đó nha. Có một đứa con trai rồi, thấy không? Giờ có một đứa con gái nữa. Thì nó như thế nào anh? Cảm giác nó khác gì hai thằng cu trước không anh? Khác nha em. Rồi 18 là cái thằng con trai đầu tiên của anh là nó là 6 tuổi rồi. 6 tuổi rồi bắt đầu quậy rồi. Thấy mệt mệt rồi đó. Hai thằng là thấy mệt rồi đó. Mà đẻ ra một thằng nữa là thôi quýu luôn rồi đó nha. Hello cả nhà. Cho phép Phạm Trưởng gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Cá Bổ Đối Gì, cùng với MC rất là dễ thương Ngọc Trai cùng với Thanh Tân. Dạ, trời ơi, lần đầu tiên có người nói MC chúng ta dễ thương rồi Tân ơi. Trời ơi, chị giỡn lắm rồi, tôi mới nghe được dễ thương không? Trời ơi, trời ơi, không lẽ bây giờ nó thấy ghê. Có em cái được không? Ok, anh hát tặng cho em bản được không? Cái gì mới vô hát liền luôn hả? Cái gì cũng từ từ. Mê anh quá rồi. Thầy đó giờ nghe anh trên băng đĩa không mà chưa được nghe anh hát live, hiểu không? Hai bạn muốn anh hát bài gì thì anh tặng một câu thôi. Anh hát bài nào em cũng đều nghe hết. Em dễ chịu. Dạ. Thôi anh hát bài quen thuộc đi nha. Quen thuộc anh hả? Mãi mong người trở về, tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề, cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ một ngày như thế. Đến khi người trở về, người lại bước đi bên ai bên kia, để cho nỗi đau anh thêm nặng nề. Giờ đây ấm êm biết em có nghe, chỉ riêng mỗi anh mãi mong chờ em, mà sao em nỡ người về tình không về. Anh biết em thuộc câu đó cho nên là anh ngưng lại cho em hát. Cái khúc đó là hay, cái bài đó hay. Cái bài đó nó hit là nhờ tôi hát khúc cuối đó bạn. Đã vậy. Cái bài đó anh dinh được, cái bài đó tự là 2-3 năm đúng không anh? Tầm bậy nữa rồi. Bạn trang giấy trắng không nổi. À, trang giấy trắng đúng không? 2-3 năm chứ. Nhưng mà nói cho nghe nha, Tân là làm việc với anh trưởng rồi nha. Đóng MV trên trưởng rồi nha. Đã bành chung nữa. Đúng rồi. Bây giờ là mình vào thẳng trọng tâm vấn đề luôn đúng nha. Đúng rồi. Khi mà biết tin mình
chuẩn bị làm ba đó, thì anh cảm thấy như thế nào? Anh ơi! Nói chung là khi mình đã xác định lập gia đình rồi đó, cái điều mình mong muốn nhất là có một thành viên tiếp theo. Khi mình nhận được thông báo là giống như là chồng ơi, vợ có bầu rồi. Ở lúc đó đúng đó, đã gì đâu mà đã. Sướng gì đâu mà sướng luôn. Hạnh phúc vô cùng em. Lần đầu tiên mà cái gì cảm giác lần đầu tiên nó cũng phê hết. Trong cái khoảng thời gian mà là vợ mình đang mang thai đó nha, là sẽ có những thay đổi nhất định, có thể là về tâm sinh lý của người vợ nè, là về sức khỏe, là chưa tính tới chị nhà, dù là lỡ chị có ngén quá hay là sao, hay là chị có đòi hỏi quá làm sao nữa. Chị nhà có vậy không anh? Cũng có nhưng mà lai rai thôi. Ví dụ như là thèm ăn, đứa đầu ăn nhiều quá, lên tới 30kg lận, bự quá. Sau này đẻ xong là phải kiêng lại. Phải kiêng lại, chúng bớt. Đó là cái hình như là có bầu như là sinh ra cái bệnh mà thèm ăn thôi. Rồi nhõng nhẽo. Nhẽo biết là mình có bầu là mình cưng vợ cưng con, cho nên mà biết cái điểm yếu mình đó. Cho nên là nhấn sâu vô đó. Đội này đội kia rồi tùm lum ra hết, là mình phải chuẩn bị sắp làm ba, mình phải chiều. Đó, những lúc khuya thì có bầu mà. Đội ăn bất tử là khuya 12 giờ anh ơi thèm cháo quá. Khuya 12 giờ anh ơi thèm cháo quá. Phải chờ cháo mà cháo trắng cá cơm nữa. Thì đâu có khuya, đâu ai bán đâu. Kiếm vòng, rốt cuộc lúc có lúc không. Nhưng mà không sao, kệ ráng gì vợ con. Nhưng mà quan trọng mua về là chị có ăn không? Ờ, ăn một xíu à. Ăn muỗng cái anh ăn luôn đúng không? Vậy biết mà. Ăn xíu thôi. Nhưng trong nghề không. Hiện tại giờ là anh mấy lứa rồi? Ba rồi em. Trong cả ba lần như vậy đó, có cái lần nào mà là khiến anh nhớ nhất không? Đó là cái lúc mà mang bầu bé thứ ba đó, là có đi khám định kỳ và bác sĩ cho phép được đi du lịch. Đi Thái Lan thì bác sĩ ok, sức khỏe ok thì không sao, đi bình thường, đi chơi những vận động mạnh quá thì được. Thì lên máy bay qua bển chơi khoảng một ngày, ngày thứ hai là bắt đầu là đi trên xe buýt á, đi tour đó. Thì mệt đầu, thì đang ngồi trên xe bà xã anh mới nói là chết rồi chồng ơi. Ủa sao vậy? Lúc mặt mình xanh lét hết. Không sao vậy? Giờ anh bị động thai à. Con mình xong rồi. Giống như lúc đó là cảm giác là bị mất đứa con luôn rồi. Trong lúc đó là xe chạy nó có dằn quá mạnh hay là? Đối với mình là bình thường thôi. Nhưng mà khi người mang bầu thì Người ta cảm giác được hơn. Người ta cảm giác mình thì mới thông báo cho anh biết là xe dừng lại tại chỗ luôn. Lúc đó gần cách khoảng 50m, 100m thì có bệnh viện quốc tế đưa vô, là bác sĩ phán một câu anh giúp mình luôn. Em có bầu hả? Ta nói chuyện tiếng Thái Lan thì có người thông dịch. Sao anh kiểm tra không có tim thai? Trời ơi, lúc đó anh không còn một chút máu luôn. Cái mặt hồi nãy nó mới xanh lá cây thôi, bây giờ là xanh nước biển luôn em. Trời ơi, hết rồi vậy chứ. Anh mới nhờ mấy bạn thông dịch viên là dịch lại, là bác sĩ mới coi kỹ lại thử đi. Tại vì bên Việt Nam là có bầu 3 tháng rồi. Có bầu 3 tháng có em thai, có hình ảnh rồi hết rồi. Sao không biết mà mình diễn quốc tế mà xong ổng vùng rối luôn em. Mình lo lắng quá, cái ổng kiểm tra lại. À, có. Nhưng mà 50-50 nha em. Chích mũi thuốc, cho uống thuốc, điều trị rồi xong rồi khoảng 2-3 tiếng sau thì cho về khách sạn. Nghỉ không đi đâu hết. Nhớ hoài luôn, đi du lịch mà không đi chơi đâu, nằm khách sạn qua Thái Lan, khách sạn xong đi về. Rồi về Việt Nam thì kiểm tra lại, rồi bác sĩ ở bên Việt Nam mình làm mọi cách. Theo một thời gian thì em bé ra đời bình thường mà. Lúc đó mà sắp sinh xong anh cứ lo chết mà không biết em bé này bị gì không. Bị động thai rồi, thuốc men rồi, không biết bây giờ có sao không này kia đâu. Lo nhưng mà rút cuộc bé ra thì bình thường, mừng quá trời mừng luôn. Trong cả ba lần sinh nở là chị sinh thường hết luôn hay sao? À, chị nha, anh sinh mổ không à? Là nở không đủ hay là sao? Bé đầu tiên là nhau vấn cổ. Nhau vấn cổ phải buộc phải mổ sớm gần một tháng. Bé thứ hai cũng sinh mổ luôn, chính xác ngày hơn bé đầu tiên. Nói chung là hai đứa đầu thì nhau quấn cổ thì chuyện đó là bình thường, tại em bé trong nó quậy trong đó thì thì quấn cổ thì bình thường, cái đó là không có liên quan đến vấn đề mình vận động hay là gì đó. Cả ba lần chị sinh nở thì là anh đều có mặt ở bên cạnh chị đúng không? Có đứa đầu tiên là cái thời gian là thời điểm 2012, thì trước đó thì anh vừa phát hành mấy cái khúc hit quá, chạy show nhiều quá lúc đó là lo kiếm tiền. Tại vì mình xuất thân từ bàn tay trắng đi lên thì anh phải buộc phải đi kiếm tiền. Lúc đó là
được khán giả mà yêu mến là show mình chạy đều quá. Lúc đó đang hát ở ngoài Huế thì giờ anh lúc đó đang có bầu rồi, sắp sinh rồi, nhưng mà anh nghĩ là tại vì sinh sớm, anh về không có kịp. Giờ anh nói là bác sĩ chắc nói có hôm nay mổ đó, thì anh ráng chạy về tới Bình Thuận là giờ anh mổ xong rồi. Anh về tới Sài Gòn thăm con anh là tới 2:30 sáng. Cái đứa đầu tiên là anh không có mặt tại lúc giờ anh sinh. 15 thì sinh đứa thứ hai, 18 thì đứa thứ ba thì anh biết. Anh canh sẵn rồi, anh trừ hao thời gian hết, cái kinh nghiệm rồi, không nhận show nhiều nữa. Lần đầu tiên khi mà là được bế thiên thần của mình ở trên tay, anh thấy như thế nào? Đã lắm. Lần đầu tiên đưa qua anh dám bế liền luôn không? Nói chung là mình cẩn thận dữ lắm, kỹ dữ lắm, mình sợ nó quẹo này kia rồi. Tay chân còn nhỏ quá, mềm quá, mình sợ mình không biết cách á. Con mình bảo vệ dữ lắm. Mình sợ nó quẹo tay quẹo chân rồi, đầu cổ quẹo nữa đó. Anh hạn chế lắm, để cho mấy người phụ nữ này kia rồi, chị hay là bà gì bác hay là mẹ hay là bồng, chứ còn mình lâu lâu mình bồng lần thôi. Chị biết ngắm chờ cho nó cứng, nó lớn lên rồi ok mình dẫn đi chơi ok. Khi mà là bé cứng cáp hơn xíu rồi, cái vấn đề như là thai tả nè, rồi cho con ăn nè, rồi tắm con nè, đôi lúc phải ru con ngủ nè, thì cái đó anh có thầu không? Nói chung là thời gian rảnh thì mình phụ vợ mình cái đó, thay tả rồi vệ sinh thì cũng lai rai thôi, chứ không vệ sinh nhiều tại mình đàn ông mà đâu làm kỹ. Hai lần tiếp theo á, là hai đứa tiếp theo á, thì là cái cảm xúc của anh nó cũng vẫn như là cái bé đầu tiên không? Đứa sau thì nói chung là mình cũng có chuẩn bị rồi, có kinh nghiệm trước rồi, cho nên nó đỡ lo lắng hơn. Này hỏi riêng tư xíu nha. Trong chị sinh mổ mà, sinh mổ là phải dưỡng dữ lắm, tầm mấy tháng là mình liếu liều. 20, 22, 25, 28. Không thiệt á, tại vì ở đây là cũng có nhiều người phải thắc mắc. Ba nè, không thấy hả? 22. Anh không nhớ rồi nha. 22 là một đứa nè, 25, 28, 3 năm. Ồ, chắc cũng phải là kiên cử gần hơn 6 tháng năm chứ đúng không à? Trời ơi, cái chuyện đó đâu cứ ai mà ghi số 22 này đúng không? 15 này đúng không? Là 18 đúng không? Ba năm lấy gạo, ba năm lấy gạo, phải ghê chưa? Quá. Đúng rồi, anh tính hết là ba năm, đều hết ba năm hết. Nhưng mà là quan trọng là cái lúc đó thì là bao lâu thì liếu liều. Anh đã nói rồi, không có ghi sổ sách, không có nhớ được. Vì là lần lúc đó mà thấy vợ mình ok, ổn mà vợ mình cũng chịu là mình cũng liếu liều. Như vậy luôn á. À, chị nào chị lé lè thì anh liếu liều đó. Nhưng mà là có một cái thông tin này là tới cái bé thứ ba đó, là lúc đó là hai anh chị không có tính, mà cái này giống như là trời cho đúng không? Có biết luôn hả? Thì cái này thì chương trình kể cho em nghe thì em biết, đem khai thác thôi. Là lúc đó là cứ liếu lèo nhưng mà không có tính gì hết. Em nói anh trưởng nghe nha, trừ khi tôi không muốn biết thôi, tôi muốn biết là cái gì tôi cũng biết hết. Vậy hả? Nói chung là đúng là ngoài sự dự đoán, nói thẳng là vỡ kế hoạch đó. Đúng vậy. Là lúc đó là anh lưu diễn ở Hà Nội thì anh thường đi diễn, mà chị mà thích những nơi mà đẹp rồi kia là chị đòi theo, để nhất là mình vừa đi diễn là chụp hình cái phía rồi này kia rồi. Thì lúc đó có hai đứa rồi, anh nghĩ có hai thằng rồi thì đủ rồi, nhưng mà không ngờ ra Hà Nội tự nhiên dính đứa thứ ba luôn em. Ở đó wow, là đứa con gái nữa. Là ngay đứa con gái nữa. Cái này trong bóng đá thì gọi là bị penalty đó nha. Có một đứa con trai rồi, thấy không? Giờ có một đứa con gái nữa. Thì nó như thế nào? Anh cảm giác nó khác gì hai thằng cu trước không anh? Khác nha em. Rồi 18 là cái thằng con trai đầu tiên của anh là nó là 6 tuổi rồi. 6 tuổi rồi, nó bắt đầu quậy rồi. Thấy mệt mệt rồi đó. Hai thằng là thấy mệt rồi đó. Mà đẻ ra một thằng nữa là thôi quýu luôn rồi đó nha. Trời ơi, em biết rồi, ba thằng con trai mà ở chung mà nó dành đồ chơi không, thấy mệt đi hát về chắc nghe nhức đầu, chắc trốn phòng đóng cửa cho tụi con chơi riêng quá. Mọi người hên là ra ông bà con gái, vừa có nếp có tẻ, thứ hai là kìm hãm cái sự quậy quạ của hàng anh nó nữa. Bây giờ đúng mà ra làm chị luôn. Thấy mình cưng làm chị. Xếp xong rồi, xếp xong luôn hả? Xếp xong luôn rồi. Ghê thiệt. Là hai anh quán liền đúng không? Hai anh quán liền. Sao? Biết em nhỏ đâu có dám ăn. Không có ép nữa. Đúng rồi. Đó, cho nên là cái lợi thế của con bây gái giờ là mình vậy. Mình đã út mà còn con gái nữa thôi, sung sướng quá trời. Con của em bây giờ là nó cũng gần 2 tuổi. Kiểu như giờ nó đang bị khủng hoảng tâm lý á. Nó không chịu cái gì là nó cứ khóc, nó cứ mè nheo làm đủ thứ trò trơn trọi á. Thì anh có cái cách nào để mà là giảm thiểu cái sự mè nheo của con nít không? Theo anh nhớ là như con anh lúc đó bị thì chắc có lẽ là em phải làm cho nó bất ngờ luôn. Ví dụ như nha, đang đòi món đồ đó mà đồ chơi được đúng không, nhưng mình không thể nào cung cấp được, ra ngoài đường nó đòi cái này đòi kia thì em phải đánh trống lạng nó tới tấp luôn, cho nó quên hẳn con cho nó quên hẳn đó luôn. Trời tại vì trời ở dưới là tại sao tại sao cái xe có bốn cái bánh, trời ơi, cái xe sao
làm đủ thứ cho nó rối loạn, nó không suy nghĩ được vấn đề cũ. Theo anh kinh nghiệm là vậy thôi, anh chỉ có xíu đó thôi. Nói chung là mình làm phân tâm nó, đừng người ta cho nó tập trung vấn đề đó nó đang suy nghĩ. Ê, tôi thì không có khả năng mà làm người khác phân tâm. Chắc cái lúc mà lần con tôi nó quấy quá tôi chịu không nổi, chắc tôi đọc chú đại bi quá cho tâm mình nó tịnh lại bớt á. Con em bây giờ răng mọc nó cũng gần đủ rồi anh. Em dạy nó tập đánh răng mà em không biết dạy làm sao để mà nó chịu đánh răng anh. Đúng mỗi rồi. Lần cứ mỗi buổi sáng thức dậy là ba lại con làm ơn đi, chứ cái kiểu này mà con không đánh răng con bị siết răng là mẹ con quay qua lại chửi ba nữa, mệt lắm mà nó cứ không chịu. Anh dạy con anh đánh răng sao chỉ em cái. Rồi mình phải đánh trước mặt nó, sáng nào mình làm vài lần cho nó nhìn thấy hả, để nó biết tập thành thói quen. Còn nữa ví dụ điển hình về quê đó là có mấy đứa con của chị ông anh xuống răng đen thui á, nó nhìn đi nhìn cái này cái tội này, biết sao mai mốt là không còn cái nào để ăn cơm luôn, lớn lên là không có vợ luôn, tại vợ thấy ghê quá không có răng nào hết, là bắt đầu nó sợ là tự động đánh. Có con đầu tiên á, rất là dễ bị trầm cảm rồi rất là dễ bị stress, bởi vì là tại sao con mình cứ khóc hoài. Anh cũng vậy. Dạ, thì lúc đó khi mà anh bị trầm cảm quá với những cái áp lực nè, là về gia đình nè, về con cái nè, về tất cả mọi thứ, thì anh làm cái gì để mà anh giảm bớt cái sự trầm cảm đó? Khi mà anh đi làm về mệt, đi hát về mệt, mình nghe con cái mà khóc, anh nghe tiếng khóc thôi là anh mệt. Tại vì mình thấy thường không nhậu, là ý là mình đi công việc ngoài đường nhiều việc quá, về mình đang căng thẳng thì mình nghe tiếng khóc của con thì mình quạo lắm. Nên về anh mình bực mình lên, anh la hết tất cả mọi người, ngay cả vợ anh, những anh kêu tại sao công việc của anh mà anh ra ngoài đường anh làm này kia rồi anh lo gia đình vậy mà tại sao về có đứa con mà cứ để cho nó khóc hoài. Anh một mình là ai cũng sợ hết. Mình bình thường anh rất là hiền luôn, nhưng mà khi mà đụng đến con cái là tạo cho mình xấu, tính xấu ghê lắm. Em chỉ anh là muốn mà lúc anh đi công việc ở ngoài về không, mà anh cảm thấy bực bội gì hết trơn á, mà muốn anh lên lầu mà anh không nghe, anh đeo tai phone vô anh mở trang giấy trắng. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ một ngày như thế. Một ngày như thế. Tôi thẳng lên lầu anh ngủ luôn lần. Yên tĩnh nó không có làm sao mà làm sao nghe được tiếng con nữa, cứ đeo tai phone vô trang giấy trắng nó đến đây hầu gầy tình ta cứ không như trang giấy trắng rồi là lên lầu ngủ luôn. Là nghe theo Tân vậy á, là cái vấn đề nó sẽ không bao giờ được giải quyết. Ông dù muốn rồi. Dù không á thì là mình cũng phải tiếp nhận cái sự bực mình đó mà. Vậy nghe một tay thôi, tay nghe nhạc, tay nghe anh đây chứ nó không đỡ áp lực hơn. Ông Tàu lao quá à, phức tạp lắm em. Vấn đề khác đi. Mình sẽ tới một cái phần là vợ tôi vô số tội. Vợ mình sẽ thay đổi tính cách hơn những lúc mà chưa có bé. Cụ thể con gái đi. Lúc trước thì nói chuyện rất là nhẹ nhàng, tình cảm anh em rồi. Một khi mà có con có cái rồi thay đổi rồi, hay nhăn rồi kiểu vậy đó, nó khó chịu rồi. Cái gì tôi là cái gì em cái gì mẹ ba chăm con sướng này kia rồi. Đúng là hay cằn nhằn. Đúng rồi, cằn nhằn. Nhưng mà nói ra xong cái quên chứ không có để ý bụng. Nói chung cũng vì con hết nhưng mà mình thông cảm. Ngoài cái đó ra còn lại là chị vợ tuyệt vời. Không có gì hết. Mình à, vậy là có nè, có mà không dám nói nè. Tại vì anh nghe em nói không có gì hết là thấy ngăn chuyện gì là đấy. Nhắn là để môi mình thử có gì không nha. Có chắc chắn có mà tại anh không dám nói thôi. Cái này đẹp quá chồng ha. Trời ơi chiếc nhẫn này giỏi sách này, ha. Đôi giày ghê luôn ta. Bà này bà mua chưa? Chồng. Trời ơi nói chung là thêm một cái tật nữa là sắm đồ. Nó bị nặng hơn lúc trước em. Bị nghiện nặng hơn lúc trước nữa. Tại vì sao lúc mà chưa có con á thì còn đi làm hay đi này cái nọ. Còn có con ở nhà chăm con mới làm gì mới. Thôi ra coi đồ online. Này ok nè. Đúng rồi, này hợp. Cái đỉnh điểm của anh á là một ngày anh nhận bao nhiêu đơn hàng? Hả? Cô nhớ không? Khi mà bắt đầu là lên mạng phải không? Đặt hàng, đặt đồ rồi đó. Rồi xong đi gội đầu, làm móng hay đi công việc hay làm tùm lum la. Bắt đầu mình ở nhà đang trên phòng thu á, chuông á, tăng điện thoại mình nữa, cho số điện thoại mình nữa, tăng. Số điện thoại chị Nga hả? Sao em? Dạ xuống nhận đồ chị Nga nữa. Nửa tiếng, 30 phút, tiếng hay là nửa ngày gì đó là cứ tới liên tục. Nãy giờ là mình nói xấu vợ mình cũng hơi nhiều. Giờ tới lúc mà là mình đang tự thú trước mình anh. Giờ mình không phải là trang giấy trắng nữa. Mình làm giấy trắng dữ vậy. Nhiều chữ quá rồi. Đúng rồi. Nhiều khi thì một hàng viết hai dòng không giận. Người nào có khuyết điểm không?
nào có cái ưu điểm khuyết điểm thì. Ơ sao tự nhiên trầm quá ta? Thì nó vô phút này á. Phút này là nhạc nổi lên rồi không? Tự nhiên trầm dưới trời. Người chúng ta ai cũng có ưu điểm, ai cũng có khuyết điểm. Theo mình nhận xét mình á thì là một người cha, người đàn ông nói chung là tạm ổn, ok, ít nhậu nhẹt nè. Khuyết điểm xíu là mình hơi chơi game, tập bít này kia rồi. Rồi đá banh. Đá banh nhảy rủ nè. Thì nhảy rủ đá banh, bỏ vợ bỏ con đi rủ đá banh. Ủa rồi thể thao hả? Mình tăng cường thể lực của mình để mình lo gia đình xã hội đúng không? Mê độ độ xe chứ, hơi tốn kém chứ, mình vợ hay cần nhằn. À, đổ đồ. Chơi game nó bét mất thời gian này kia rồi, rồi độ xe rồi cổ này thôi chứ còn anh cũng đâu có gì đâu. Cũng được mà đúng không? Tại vì căn bản thôi là tứ lỗ tường mà là không có dính là hay lắm rồi. Nhưng mà vậy mới sao cái vấn đề là khi mà mình không có gì vợ mình phải kiếm ra cho có cái gì. Là sao nữa cha? Là sao vậy? Có nghĩa là bây giờ thấy là không có gì đúng không? Nhưng mà vợ cho nên là thôi anh đừng có chơi điện tử nữa, anh tập trung chỗ này cái kia đúng không? Ừ. Sẽ moi ra kiếm bằng được cho mình để có cái gì để mình khắc phục. Có bao giờ vợ anh moi ra cái gì giống như là thôi anh đừng có độ xe nữa. Thì bình thường đúng không? Có hay chứ mà sẽ có gì không? Đâu có gì đâu, độ xe bình thường không? Đâu có gì. Bình thường nhưng mà tốn kém quá. Nói chung là đó là đam mê của mình. Nhưng mà vợ cũng hiểu, nhưng mà ý như là bán mấy bán thì biết không? Thì bán này cũng mừng quá mức không? Để dành tiền mua giỏ sách. Đúng mà thiệt à, không đúng mà vậy. Cái bánh xe nó có gì đâu mà mua. Ông để tiền mua cái giỏ sách cho tụi nó hay hơn đó. Hay nói vậy lắm á. Sao mà em thấy nó bức xúc nhiều hơn anh em anh ơi. Này thì nó nồng máu giống anh. Em không có độ xe, em chỉ đá banh với đá bét với anh thôi. Đồ nàng. Đúng vậy. Giờ hỏi một câu nha. Được ha, thì giờ nó nhiều câu rồi chứ không phải một câu rồi nha. Ừ, thì mỗi câu anh, mỗi câu là một câu á. Có dấu quỷ đen không? Ta gửi mail riêng nha. Có dấu quỷ đen không? Quỷ đen chắc hơi á. Dấu đâu vậy? Không, chỉ bài đi, tại vì bây giờ căn bản thôi. Dấu ở dưới dài cũng biết rồi. Dài biết rồi. Thấy không, ví dụ dấu trong thẻ thì là thẻ đưa vợ giữ rồi, làm sao được. Mỗi lần mà lên lãnh tiền rồi mấy công ty rồi đó, cái gian đồng á, cái gian kêu chị ký 50 triệu khai này 30, có giấy chứng nhận đàng hoàng, đóng dấu đàng hoàng. Mình tâm đi, lát em ở chương trình nó khúc này cắt, khúc này là gửi đi cho vợ anh. Xong rồi mấy cái góc thảm xe hơi á, ở dưới chân á, dỡ lên bỏ dưới, đừng. Nói chung là cái này là sẽ không phát sóng trên hát đâu, thấy không? Mà là mình sẽ phát sóng trên YouTube, tại vì biết sao không? Tại vì YouTube là mình sẽ coi đi coi lại được. Đúng. Chứ hát thì mình coi hết lần là xong à. Thì một lát mà nói chương trình cắt khúc này nè, gửi riêng vậy. Đúng rồi. Cảm ơn anh nha. Bây giờ là tôi mới biết thêm được một chiêu nha. Nếu như mà là nhà ai mà là có xe hơi đồ nha, là các chị vợ là nên gỡ cái đồ mà để chân lên, thấy không? Ví dụ mà giờ em đi xe máy thì em nên giấu ở đâu? Máy hả? Đi chiếc xe máy thì em giấu đâu? Em đâu có đồ lót cái gì đâu. Rạch bánh xe ra giấu không chồng. Tẻ mà sao rạch bánh xe được. Chứ giờ sao chứ tôi không biết đâu. Em tính cắt cái yên anh. Đúng rồi. Xe anh. Đúng rồi. May lại để hở xíu thôi nhé. Mà mình làm cái sửa tia nha, mình kéo ra. Đúng rồi, đi lại luôn á. Hay quá, tự nhiên cái xong cái số. Cái này vợ cho nghe luôn. Mình đang thực sự khai báo mà đúng không? Mình thành thật khai đúng báo rồi, luôn. Em hỏi gì anh trả lời đó, anh đâu nói gian đâu. Rồi, anh trưởng nói vậy thôi, chứ thật sự anh trưởng không có giấu dưới xe hơi đâu. Giấu chỗ khác. Giấu chỗ thôi. Kiểu như là phải đưa lên trước, để cái gì kiếm đi, rồi tôi giấu chỗ khác đó. Nhưng mà không để thẻ trong đó nha, mà thẻ đâu có tiền. Thẻ khác lại giấu chỗ khác nha. Bây giờ là sẽ tới một món quà mà chương trình dành tặng cho. Nhận quà không anh? Nhận quà không? Lấy quà không? Ok, đúng rồi, có quà là lấy anh khoái không? Món quà bất ngờ là Hoàng. Quà này giờ anh không cầm được mà anh phải coi. Đúng. Cái gì kỳ vậy? Đúng rồi. Xin mời anh. Kiện nhi ốc xua của dược phẩm OVC, ăn ngon ngủ khỏe, bé rẻ thông minh. Hello ông xã. Cái ông xã thấy em ở trong clip này là ông xã bất ngờ lắm đúng không? Đó. Là một người đàn ông nhưng mà ông xã lúc nào cũng biết phụ vợ chăm con. Mặc dù không phải tỉ mỉ nhưng mà cái gì vợ nhờ là ông xã làm. Nên ba đứa con của mình có một người ba rất là chu đáo. Mừng nhất đó là lúc Nga mang bầu bé thứ ba, sanh bé xong thì Nga sinh mổ nên là Nga phải nằm hồi sức cái mấy tiếng, còn bé thì cái được ở bệnh viện có phòng chăm sóc đặc biệt cho bé riêng á. Thì hôm đó ba với lại bà ngoại cũng lo vì sợ mình lúc mà trao bé về cho phòng sợ bồng nhầm bé á, cứ nhìn kỹ từ trên đến dưới coi bản tên. Nhưng mà bác sĩ, y tá điều dưỡng nói là yên tâm đi, hôm nay có một bé gái thôi, còn tất cả còn lại là con trai hết. Thì ảnh sợ lắm, nhưng
bồng nhầm con, kiểu như con mình sinh ra mà. Rồi đặc biệt là bé gái này á, là ba chăm sóc nhiều hơn. Lúc trước thì công việc đó là bà ngoại với bà nội và cho bé bú, nhưng mà lần này là bà ngoại với bà nội chỉ việc ở nhà nấu ăn thôi. Rồi ba với lại một người bạn thân của mẹ hay phiên nhau chăm sóc, thì ba biết pha sữa cho bé luôn, là từ đó chứ trước đó là ba không có pha sữa. Mặc dù là tắm cho con, ăn uống thay tã cho con, nhưng mà ba chưa pha sữa lần nào và chưa cho bé mâm sữa lần nào. Mà bé này nhỏ mà ba cho mâm. Nói chung là con gái là nó khác hẳn hơn hai anh trai. Hai anh trai là ba không dám bồng luôn á, tới khi mà bé trọng trọng mới dám bồng. Còn cái này là bé gái thì sinh ra là ba bồng bé luôn và cho bé uống sữa luôn. Nghe cảm ơn vì nói chung là lúc nào nghe cũng cầu xin á, và nghe luôn cảm ơn là đã mang đến cho mình một người đàn ông đúng nghĩa. Lúc nào cũng thương vợ thương con, mặc dù nghề nghiệp của ảnh là một ca sĩ á, nhưng mà ảnh không có làm cho mình phải buồn hay bận tâm về những chuyện mà bên ngoài của đàn ông. Vì lúc nào đi đâu hay làm gì ảnh cũng nghe không đi được thì ảnh cũng báo cáo với nghe. Đó, còn không là hai vợ chồng lúc nào cũng đồng hành cùng nhau á. Cảm ơn xã vì đã đến bên em, biết lắng nghe, chịu đựng và quan trọng là luôn yêu thương em. Chúng ta đã đi được chặng đường 10 năm rồi. Em cũng mong là hai vợ chồng mình cùng ba đứa con bước tiếp đoạn đường dài phía trước và cùng nhau dạy dỗ con để trưởng thành giống như ba ngày hôm nay. Em cảm ơn ông xã đã ở bên cạnh em trong thời gian qua. Trời ơi ngọt ngào, trời ơi. Có bao giờ anh nghe vợ của mình tâm sự với mình như vậy chưa? Đứng trước ống kính thì mình sẽ nói những điều đó nó rõ hơn, nó nhiều hơn. Như lại lúc mà nói chuyện với hai vợ chồng, thực sự khi mà nghe nói vậy mình cũng phê phê với bộ, đúng không anh? Thấy mặc chưa? Dù mình không ra gì nhưng mà nói ok là thấy chưa không? Tuy anh tên trưởng nhưng mà anh không có gia trưởng. Chính xác luôn á. Anh phạm trưởng hay gia trưởng? Đúng vậy. Giờ anh có gửi cho vợ mình đôi lời không anh? Có luôn hả? Có luôn giờ. Anh xin cảm ơn bà xã, lúc nào cũng suy nghĩ cho anh, thông cảm cho anh những điều mà anh nói chung là còn sai sót khi mà ở bên cạnh bà xã. Là anh sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thiện mình hơn, để cùng bà xã nuôi dạy những đứa con mình trưởng thành hơn. Chúng mình cố gắng hơn bà xã nha. Trời ơi.